Hôm qua ngày 4 tháng 8 tại Hà Nội, Ủy ban Olympic Việt Nam, Hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam Viresa phối hợp cùng Hội Thể thao Giải trí Hà Nội đã tổ chức giải đấu toàn quốc về thể thao điện tử và vũ đạo thể thao giải trí số đa môn lần 2 năm 2024. Tech Beat 2 là sự kiện kết hợp công nghệ với thi đấu thể thao điện tử và thể chất số. Sự kiện đem lại sân chơi bùng nổ, kết hợp nhiều hình thức giải trí không chỉ cho cộng đồng gaming mà còn chào đón tất cả người yêu công nghệ, đam mê vũ đạo giải trí. Sự kết hợp giữa công nghệ và vũ đạo cùng các bộ môn thực tế ảo, các bộ môn thể thao điện tử phổ biến, hình thức thi đấu thể thao thể chất số mới lạ trong cùng một sự kiện đã và đang mang đến một trải nghiệm thú vị, ngày càng chứng minh sự hấp dẫn cả trong trình diễn, hoạt động phong trào và thi đấu chuyên nghiệp. Đặc biệt, các bộ môn vũ đạo thể thao giải trí như belly dance, jumba dance, nhảy hiện đại, shuffle dance được kết hợp với bộ môn thể thao điện tử, vũ đạo âm nhạc audition theo mô hình thể thao thể chất số. Đây là hướng tiếp cận mới trên thế giới về sự kết hợp giữa thể thao thể chất và thể thao kỹ thuật số được tổ chức thông qua hình thức kết hợp một bộ môn thể thao thể chất với một bộ môn thể thao điện tử. Mặc dù ra mắt chưa lâu, nhưng bộ môn dự kiến tạo sức hút đối với thế hệ trẻ, từ đó bắt kịp xu hướng thay đổi của xã hội về thi đấu các môn thể thao.